Xin vô chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi dự tiệc mấy nhà bạn siêu giàu siêu VIP nha mọi người. Mấy nhà mấy bạn siêu nhiều sao. Đây, để mình về nhà hai đầu cái nha. Cái mặt bộ đồ con ông xuống răng này thì xấu quá. Đây, nhà của mình mới được có 155 sao thôi. Mình ít mở tiệc lắm, mình mới có mở được 1-2 lần nha. Mình toàn là đi câu với đi chơi thôi. Đây, nhà mình đây, để mình lên lầu hai đồ ấy. Đây, đây, bông của mình. Chưa thu hoạch được nữa. Lúc mình vừa mới ra bông á, mình cứ định là mua 6 chậu về trồng, nhưng không ngờ là nó chỉ trồng có 3 chậu thôi. Đây, đây, để mình mặc bộ đồ có cái sừng này đi, cho nó xì tay chút. Nghèo, súng găng. Đi tiệc mà, mất cấp xương xương nha. Đợi mình mất cấp xương xương, chân dài tới nách nữa nè. Ok, mắt tím rồi. Rồi, tươi xanh luôn. Đây, khoan để mình đổi cái đôi dài này đi. Mình thích đôi dài này mặc bộ này hơn, cho nhìn nó hợp hơn. Đây, đợi mình xíu nha. Đi tiệc mà mình phải mặc đồ đẹp chứ. Đây, để mình đổi lại đôi giày này cho công an canh để đứng cười lũi cho nghiệp. Rồi rồi, bây giờ để mình sẽ tìm nhà nào nhiều sao nhất, mình sẽ đi ha mọi người. Tiệc tại nhà. Wow, bằng xin này quá trời sao luôn. Để mình nhắc nha. Rồi, đông quá mọi người ơi, em vô được rồi. Xuân Tú, không được luôn, cái gì vậy? Chưa vui mà. Trời ơi, xui quá, xui quá. Kỳ vậy. Đây, đây. Không được luôn. Cái gì vậy nè? Hai đồ mất cấp xong rồi, giờ không được đi là sao? Du ca ca ơi. Đây nè, được nè. Bi bi nhu như gì đó không biết nữa. Được, được, vô nhà bạn này được. Cũng nhiều sao lắm. Wow, wow, cái gì vậy nè? Đông quá. Chiếu tim. Trời ơi, chiếu tim, quá trời chiếu tim. Mình ít khi nào đi chiếu tim mấy bạn ơi. Đây. Wow, cá heo hồng. Đẹp. Ủa, cái cá heo hồng có dung miệng luôn. Hay quá, bạn này câu giỏi quá. Mình săn hoài chẳng có. Nhà bạn này cũng đẹp quá trời. Trời ơi, có cái xe nước đó nè. Xe nước cái cây đó nè. Đẹp quá. Cho một sao cho cái xe nước cái cây nè. Đẹp. À, cho thêm một sao cho cái hồng dương miệng nữa. Đây đây, để mình sẽ dẫn các bạn vô thử cái phòng này ha. Ừ, cái phòng này bạn nó vừa là cái toilet mà hút góc bên đây bạn nó nhăn nó hút cưng đó nè. Mình đi xe đi thiệt tiệt vậy nè, mình vừa có được tim rồi, mình sẽ nói chung mình sẽ không phải là mình copy, mình cũng học hỏi người khác để mình về mình decor nhà của mình mấy bạn. Ai cũng vậy thôi. Wow, nó làm cái này đẹp nè. Wow, sáng tạo chứ. Nguyên cái chiếc xe, cái xe chở bánh màu hồng luôn, đúng cô te phô mai que luôn. Đây, để sẵn đây mình chạy lên lầu luôn coi coi, nhìn tổng thể nguyên cái nhà bạn này nha. Đây có cầu tuột nè, đây để mình lại mình tuột xuống. Ôi, sao cái gì? Đây, để mình bấm nằm cho nằm tuột xuống. Sao vậy? Chán ghê không? Chẳng ai nhắn tin, tới này chỉ có tổng đài nhắn tin thôi. Rồi không tuột luôn. Đây, đây, tuột xuống được rồi nè. Thiệt tình chứ. Wow, nhiều cá. Như miệng xịn sò quá nè, cho một sao. Ôi, đại gia, xe xịn. Bên kia có mấy bạn đang câu cá sấu nè. Mình chẳng có thích đi săn cá sấu gì. Nhìn nó chẳng có đẹp. Đây, chỗ này ông ba nhảy ra nha. Quá trời bự luôn, không có ai hết trơn. Đây, đây. Giờ tụi mình sẽ lên lầu coi bên đây có gì ha. À,
trên lầu nhà bạn này là cái phòng ngủ. Đơn giản. Không, đơn giản mà nhìn sang nhà bạn này. Đây. Mình sẽ cho một sao nữa. Ôi ôi, xì băm quá trời, xì băm chéo tim quá trời. Bây giờ mình sẽ vào nhà khác ha, ha. Thử vô mấy nhà lại nhà mấy bạn này coi được không? Quá trời sao luôn rồi. Gì đó mà, lúc nào cũng đông quá chẳng vô được. Ai đây, vô đây. Ơ, à, kìa, trời trời trời. Có anh Black nữa kìa. Ôi, thiệt không vậy? Tôi là fan cuồng của anh Black luôn đó. Phải không vậy? Thiệt hay giả gì giờ mình cũng muốn vô nhà, vô dự tiệc nhà anh Black hết trơn á. Rồi, không vô được mấy bạn ơi. Rồi, anh Black là ấn tượng của mình luôn. Mình cực kỳ nghiện cái kênh của anh Lâm Black luôn á. Không được rồi. Thôi bây giờ mình sẽ vô nhà khác xem nha. Để khi nào mình vô được nhà anh Lâm Vlog thì mình sẽ quay review cho mọi người coi nha. Không ngờ là chơi game này cũng đập đỉnh Lâm Vlog luôn á. Hay mình vô nhà mình nha. Only Bull gì đây. Dưới gì vô là thấy bằng nhà bằng này là giàu rồi đó. Quá trời. Cho nghe một sao đi nào. Wow, nhà này còn đông hơn nhà hồi nãy nữa. Wow, ba cô gái lực đều rồi. Di Di, bạn này chắc tên Di quá. Đây có cái phòng này các bạn, mà nó làm cái phòng này. Vô đi ha ha. Ơ, để cái bảng là vô đi ha ha mà chẳng vô được này. Đó là sao? Đùa nhau à? Chạy bộ nữa này. Để mình chạy thử chứ hờ tự. Ui ui ui. Trời ơi. Các bạn xem chạy như siêu nhân vậy. Vãi chứ. Đây bạn này làm hồ cá. Thiếp tên mình quá. Thiếp tên nữa nè. Bự quá. Chẳng nhìn thấy được cái tên gì. Để đi xa xa ra đó. Quá trời hồ cá luôn. Wow, nguyên góc này là bạn này để hồ cá luôn các bạn ơi. Nhà mấy bạn này siêu giàu. Nhà mình nghèo lắm. Nhà mình đi câu thì mình sắm thôi. Mà mình cũng chẳng câu nhiều. Chứ mình chẳng có nạp tiền nào hết. Qua à, đây rồi. Thấy tên rồi. Và nó đã ghép là chữ Only. Quá trời hồ cá luôn. Không có hồ nào có cá hết trơn. Không, nhưng mà nhà bạn này á làm rất là đẹp. Mình sẽ cho thêm một sao nữa ha. Đây, bây giờ mình sẽ bơi thử vòng qua bên cái phòng kia thử coi vô được không nha. Kỳ á. À, được rồi nè. Trời đất. Hồi nãy mà nãy tao đứng cả buổi trời không mở. Cái cửa này chưa bị mát rồi. Đây, xịn sò, xịn sò. Phòng này xịn sò quá. Đi, còn phòng nào đi vô. Đây, cái phòng ngủ. Ui, chu trà. Trời ơi, phòng ngủ mà để bộ xương vậy. Tối giật mình vậy, thấy chắc cũng xỉu luôn. Trời ơi, làm cái phòng ngủ ấn tượng quá, cho một sao luôn nè. Lần đầu tiên mình đi vô nhà một người mà thấy phòng ngủ là để bộ xương luôn mấy bạn. Đây, có trên lầu để mình chạy lên trên lầu coi có gì chẳng nha. Ui, cái con nhân vật này cũng chạy rồi mày dướng một kia hoài. Ừ, cửa tự động, phiền phiền. Đây. À, có nhà tắm nè các bạn. Test thử luôn. Quá đã. Ờ, có hai cái bồn toilet này của nam rồi nữ làm sao. Bấm thử đại coi. Trời đó. Lần đầu tiên tôi làm thử chuyện này luôn ấy. Lần đầu tiên làm chuyện ấy. À đây đây đây. Mấy góc này nó có làm một cái vòng cầu đây nè. Đây trên đây còn phòng là mình lên đây. À, tivi, tủ lạnh. Rồi, cái phòng này là nó làm đơn giản mà đẹp nè. Có giường nữa nè. Cho một sao. Wow. Ơ, bạn này làm có làm thêm cái hành lang nè. Bạn này làm nhà đẹp quá nè.
đẹp luôn á. Bạn đã thiết kế ra quá trời phòng luôn. Hay chứ, ghép phòng á, kê lên kê xuống quá trời mệt, mình chán cái vụ khúc đó nhất luôn. Thôi hôm nay mình quay tới đây thôi. Bây giờ mình sẽ ra bấm thử vô nhà anh Lâm Vlog. Thì nếu mình vô nhà được nhà anh Lâm Vlog, mình sẽ quay vào nhà cho mấy bạn mọi người coi ha. Bye bye, tạm biệt mọi người nha.